Đây là thất thốn Trung Quốc, cái này dễ chơi hơn. Dễ chơi hơn hả? Loại kia thì mình không chơi được. Loại kia chơi ra hòa vất vả. Đấy, thất thốn Trung Quốc, nhưng mà cái loại này có vẻ nào? Thích ưa nhìn hơn đấy. Bông nó dày hơn. Mà nó sức sống nó thích hơn. Cây kia nhìn nó như củi khô. Đấy, biết chỗ ba cây này bao nhiêu. Kia, chậu kia này. À. Chậu ba cây đào này bao nhiêu anh? Đẹp nhỉ. Đấy. Thất thốn nhỉ. Bao chậu này bao tiền này? 7,5 triệu. Còn chậu kia cũng ba cây. Cũng thế. Mình có bán riêng cái chậu của gốm này không anh? Cái chậu này thì bao tiền? Riêng chậu kia. Vâng. Chậu 1 triệu. 1 triệu. Những cái dưới này thì cái vuông vuông này thì bao nhiêu? Nhỏ nhỏ cái ở trong. 1 triệu 2. Hàng đồng này. Còn cái kia cái vuông vuông nhỏ ở trong. 1 triệu 2. Đào đẹp thế nhỉ? Không biết có đến Tết có còn không? Có, đang nhiều nụ. Thoải mái đúng không? Nhìn đi, nụ nó chít chít nhỉ? Sướng. Thế còn đỗ quyên này bao tiền chậu ấy? 3 triệu. Đó. Để em đi và lượn vòng nhá. Thế còn chậu nhỏ kia anh? Chậu nhỏ hồng hồng kia. Kiếm có những cái chậu đẹp quá. Túc đây. Trước thấy nhiều cây lắm, bây giờ mình về hết rồi. Chuyển về, hay chuyển sang đường bên kia. Nhưng mình vẫn còn ngồi đây lâu đúng không anh? Vâng, ngồi đến Tết. Xì đẹp nhỉ. Chỗ kia toàn thấy bưởi. Ngoài kia nó bưởi, quất. Đội cây ngoài đây về hết rồi. Cây ngoài kia giải tán hết rồi. Đấy, có mấy cây cây túc này hay. Túc. Túc à? Túc, sung túc. Sộp. Cây lá đỏ, cây đa lá đỏ. Túc băm đá. Ổn rồi đây đó. Để có còn ngồi đến tầm 2-3 không? À thế thì ra lấy lúc ý chở đào về chơi. Chậu đào đẹp quá. Ôi. Cái ổi này kinh quá nhỉ. Vào trong kia lượn tí anh nhé. Này. Cái này là của em hay là của khác? Này. Nằm liền này, nằm liền cổ. Nằm liền cổ. Giá là bán anh thôi. Thế em để cho anh 1 triệu hay được. Giấy đi dưới à? Dưới giấy chín. Anh mà thích thì lấy được đâu rồi. Không khoái, khoái thì anh trả lăn tăn gì đâu. Không khoái lắm. Giấy này.
ổi. Rồi hôm trước thấy bên kia. Quả là khó đấy. Và rất nhiều ngũ sắc. Đây còn một giấy to đây. Đi vòng quanh phát. Xong rồi đấy anh. Xong rồi à. 6 ly à? 600 à? Ừ. Đấy. Túc. Gốc, gốc hoa giấy này kinh thật. Đấy, cả hòn đá to luôn. Tận Thái Nguyên xuống rồi anh. Không. Cây này ôm đá. Xe Thái Nguyên thôi. Cây này ôm đá là cũng lâu rồi đấy. Thường cái này cũng lâu. Mới lên. Đá lâu rồi, cần chậu rồi. Hả? Trông như đá này sáng quá. Trông như đá này lấy đập đá đi cây. Đây những cái chỗ này chỉ bắn thêm thôi. Ngồi thêm rồi. Ngon rồi. Gãy thì trò là gãy mẹ luôn. Thế nó lại phun ra ngay. Lại đỏ chót. Kéo cắt cho. Cắt đi. Cắt đi kéo cắt. Ba hôm nữa nó lại phun đỏ chót rồi đấy. Vít víu nó. Nó phải víu nó vít cành này xuống. Vít cho ý gì. Bác cũng bỏ tay này ra, lấy tay trên này, lấy tay trên này. Bỏ tay dưới. Bỏ tay này. Ừ, cho nó đâm khỏe xem như thế này. Đấy, đấy. Cắt mẹ đi. Gãy rồi thì còn đây, đúng không? Mặt này đi lao còn ngũ sắc này bán đá kinh ngũ sắc bán đá kinh ngã đâu là cũ đâu là mới. Dưới đây. Trước có quay này. Đang thích mấy cái chậu này nhưng mà
căng quá. Chơi con chậu này về thì nhất rồi nhưng mà căng. Được vâng.